Hello, xin chào mọi người. Video ngày hôm nay thì Hà nghĩ rằng là Hà sẽ chia sẻ với mọi người về cái quá trình dưỡng da trong thời gian một năm trở lại đây của Hà. Tại vì có rất là nhiều bạn hỏi Hà là làm thế nào mà từ mặt một đống mụn thành mặt đợi mụn đi rất là nhiều như bây giờ. Thì cái quá trình mà từ có mụn thành không có mụn thì nó là một quá trình rất là dài, đau khổ và nó rất là nhiều, nó rất là gian nan. Thế nên là Hà sẽ nói về quá trình từ có mụn tới không có mụn vào một video khác. Thế nhưng mà video ngày hôm nay thì Hà muốn chia sẻ với mọi người về quá trình là thế nào để Hà có thể gột sạch dùng từ gột sạch đúng không? Làm thế nào để Hà chiến đấu với những cái vết thâm mụn từ cái đợt mụn cái kéo dài răng rẳng chắc là phải tầm 2-3 năm trước quá. Ok, bây giờ thì Hà sẽ dắt mọi người cùng đi skincare buổi tối với Hà nhá. Ok, đầu tiên thì Hà sẽ tẩy trang trước đã. Bước này vào buổi sáng thì thực sự là Hà bỏ qua tại vì nó không cần thiết. Thế nhưng mà hôm nào mà có make up đậm một chút thì Hà sẽ dùng thêm micellar water nữa. Nhưng mà hôm nào mà chỉ có kem chống nắng cũng như là CC cream trên mặt Hà như ngày hôm nay thôi thì Hà sẽ chỉ dùng dầu tẩy trang thôi. Hà sẽ đổ dầu tẩy trang lên tay, sau đó thì massage trên mặt theo hình vòng tròn như thế này. Sau khi massage bằng dầu tẩy trang xong thì Hà sẽ dùng nước thấm lên da từng chút một để nhũ hóa. Và cuối cùng thì Hà sẽ làm sạch bằng nước. Bước tiếp theo mới là bước chính. Bước vừa rồi chỉ là để tẩy đi những cái bụi bẩn cũng như là kem chống nắng hoặc là make up có trên mặt thôi. Còn bây giờ thì Hà sẽ sử dụng máy rửa mặt và sữa rửa mặt tạo bọt. Hà thích những sản phẩm sữa rửa mặt mà có độ pH thấp. Và cái sản phẩm này thì nó còn có cái đầu pump để tạo bọt này nữa, rất là tiện. Còn cái máy rửa mặt này thì nó giúp cho cái việc rửa mặt của mình nó sạch hơn. Tại vì nếu như mà rửa mặt bằng tay thôi thì Hà cảm giác là nó không được sạch cho lắm. Sau khi hoàn tất hai bước rửa mặt thì Hà sẽ thường dùng toner. Tuy nhiên là bước này thì Hà chỉ dùng khi nào Hà có thời gian rảnh rang ngồi mần mặt thôi. Còn nếu như mà hôm nào, ví dụ như là buổi sáng chẳng hạn, Hà dậy muộn, vội đi làm thì Hà sẽ bỏ luôn qua bước này. Bước tiếp theo, bước này thì Hà hầu như là không bao giờ bỏ qua dù có vội đến mấy. Đó chính là bước treatment. Bước treatment này thì nó tùy thuộc vào tình trạng da của mình vào cái lúc đó. Thế nên là tùy thuộc vào một cái khoảng thời gian mà da nó trải qua hoặc là bị mụn, hoặc là bị thâm, hoặc là da nhạy cảm thì cái bước treatment của Hà nó sẽ thay đổi một chút. Và trong một năm trở lại đây thì bước treatment của Hà chủ yếu tập trung vào việc trị thâm mụn. Và cặp đôi sản phẩm mà Hà hay sử dụng nhất đấy chính là một sản phẩm Essence và một sản phẩm Vitamin C. Ở đây thì Hà dùng sản phẩm Essence của Manu Factory và Hà chắc là đã nói về cái sản phẩm này trong những video trước rồi. Trong cái thời gian mà Hà bị mụn nhiều nhất thì Hà cũng vẫn sử dụng sản phẩm này tại vì nó dịu nhẹ và nó rất là hợp với da của Hà. Bên cạnh đấy thì từ khi mà Hà hết mụn và tập trung chủ yếu vào trị thâm mụn thì Hà sử dụng vitamin C. Và sản phẩm vitamin C mà Hà hay sử dụng nhất gần đây đấy chính là sản phẩm vitamin C này của Vitabreed. Mọi người có thể thấy rằng là cái lọ của nó rất là nhỏ. Tại vì cái sản phẩm này nó ở dạng bột chứ nó không phải là ở dạng serum như những cái sản phẩm vitamin C khác. Đấy chính là lý do vì sao mà cái sản phẩm C này thì nó không bị oxy hóa nhanh như những sản phẩm serum khác. Còn những sản phẩm serum C khác thì dùng trong vòng từ 2 tháng rưỡi tới 3 tháng là đã mất đi được rồi tại vì nó bị oxy hóa. Sản phẩm C này thì nó được sản xuất theo công nghệ mới và cái công nghệ đấy thì nó giúp bảo toàn cái kết cấu của vitamin C, đồng thời là nó giúp làm thẩm thấu sâu vào bên trong da trong vòng 12 tiếng đồng hồ lại. Tuy nhiên thì nhược điểm của em này đấy chính là nó khá là đắt. Ở bên Mỹ này thì mọi người mới chỉ có thể mua được cái sản phẩm này ở trang web của Barneys New York thôi. Chính vì nó đắt như thế nên là Hà chỉ sử dụng em này vào buổi sáng là chủ yếu. Hầu như là Hà không sử dụng mấy vào buổi tối. Trừ khi là có sáng nào mà Hà quên sử dụng em vitamin C này thì Hà sẽ sử dụng vào buổi tối như ngày hôm nay. Đồng thời Hà cũng nhận thấy rằng là tại vì cái em vitamin C này nó là dạng bột, thế nên là khi mà mình sử dụng và phải trộn với một cái sản phẩm khác thì rất là khó để biết được rằng là
bao nhiêu lượng bột đổ ra mỗi lần dùng là đủ. Thì nên là cảm giác nhiều lúc cảm giác là không biết thế này có đủ không, nhiều lúc cảm giác là không biết thế này thì có quá nhiều không, có tốn tiền không. Nhưng mà đấy cũng chính là một điểm cộng, tại vì em này là dạng bột, thế nên là mọi người hoàn toàn có thể mix, có thể trộn với những cái sản phẩm skincare hiện có trong chương trình dưỡng da của mình mà không cần phải ép thêm một bước nữa vào trong cái skincare routine của mình, và sau đấy phải đợi cho vitamin C nó thẩm thấu trên da xong rồi mới được dùng cái sản phẩm khác. Thế nên là nó rất là linh hoạt và nó rất là tiện dụng. Buổi tối với như thời gian hơn thì Hà còn dùng thêm mặt nạ nữa. Và hôm nay thì Hà muốn thử dùng cái mặt nạ này cũng của Vitagrid xem sao, tại vì Hà mua lâu rồi nhưng mà chưa có dám dùng tại vì đắt quá. Nhưng mà nay có bảo thì nên là Hà sẽ mang ra dùng cho hai đứa, chiêu đãi bảo như thế. Cái sản phẩm mặt nạ này thì nó màu đỏ và dòng anti-aging, nó cũng là sản phẩm mặt nạ duy nhất của Vitagrid mà Hà nhìn thấy ở trên trang Barneys. Does it feel good? Wow, biết hưởng thụ quá ta. Bước tiếp theo là bước moisturizer, có nghĩa là bước kem dưỡng ẩm. Kem dưỡng ẩm Hà dùng ngày hôm nay là của Cosrx. Bây giờ thì sẽ xoa xoa. Just be gentle and slow. Đúng rồi đó. Sau bước kem dưỡng ẩm là bước dầu. Dầu ở đây là Hà dùng cái dầu Tamanu Oil nè. Sau đó thì tát nhẹ lên mặt và ấn vào mặt như này, pressing it onto your skin. Đúng rồi, yeah yeah, like that. Yes. Đúng rồi, đúng rồi. Which step do you like the most? Bước nào đó? Không có bước nào như vậy hết á. Video ngày hôm nay thì tới đây là hết rồi. Và hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Bye bye. Ok, done. Good. I need it to be like a little higher to cover my whole forehead. Bây giờ thì đợi mặt nó khô khô một chút xíu.